Chào mừng các bạn, tôi là Thu Hương và đây là khóa học đạo đức kinh doanh. Việc thực hiện đạo đức là một trọng tâm chính trong kinh doanh ngày nay, khiến đạo đức trở thành một phần đáng kể và tích hợp các giao dịch kinh doanh của bạn có thể là nhân tố quan trọng đối với thành công của bạn và sự thành công của doanh nghiệp. Khóa học này sẽ bao gồm định nghĩa, thông tin và các cách tiếp cận bạn cần để tạo ra một khuôn khổ đạo đức đối với doanh nghiệp của bạn. Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn các mục đích và mục tiêu của đạo đức kinh doanh và tại sao nó quan trọng. Tôi cũng sẽ chia sẻ các bối cảnh của đạo đức kinh doanh và các tác động của việc không có một khuôn khổ đạo đức thích hợp trong doanh nghiệp của bạn. Tiếp theo, tôi sẽ cung cấp cho các bạn các khuyến nghị cho việc xây dựng một khuôn khổ đạo đức đối với doanh nghiệp của bạn, bao gồm cả vai trò và trách nhiệm. Sau đó, tôi sẽ cung cấp cho bạn những gợi ý và lời khuyên cho việc thiết lập những kỳ vọng cho hành vi đạo đức trong kinh doanh của bạn. Cuối cùng, tôi sẽ chia sẻ làm thế nào bạn có thể tăng sự thành công của bạn trong đạo đức thông qua dẫn dắt bằng ví dụ. Và làm thế nào bạn có thể nhận ra đạo đức hành vi vi phạm tiềm năng trước khi chúng làm hại đáng kể cho doanh nghiệp của bạn. Và với các chủ đề này và nhiều hơn nữa, tôi sẽ giới thiệu với bạn những cách tốt nhất mà bạn có thể thành công trong việc lên kế hoạch, xây dựng và thực hiện một khuôn khổ đạo đức trong doanh nghiệp của bạn trong môn đạo đức kinh doanh. Trước khi xem khóa học này thì khóa học sẽ đề cập đến đạo đức kinh doanh như thường được thực hiện tại Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây. Tuy nhiên, hành vi đạo đức là khác nhau ngay cả ở trong Hoa Kỳ. Những gì có thể được coi là giao tiếp trực tiếp phổ biến ở một nơi của một nước này có thể bị coi là thô lỗ và đột ngột ở một nơi khác. Điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng hành vi đạo đức và chuẩn mực sẽ khác nhau từ công ty này cho đến công ty khác và quốc gia này sang quốc gia khác. Kết quả là tôi sẽ bố trí các khuyến nghị của tôi dưới hình thức cấu trúc đạo đức và các thủ tục mà bạn có thể áp dụng về quản lý đạo đức trong văn hóa kinh doanh cụ thể của mình. Tôi sẽ cho ví dụ trong khóa học này để minh họa cho luận điểm. Một lần nữa, những ví dụ sẽ có nhiều cấp độ áp dụng khác nhau dựa trên nơi bạn làm việc và chuẩn mực văn hóa địa phương của bạn. Những gì tôi hy vọng sẽ đạt được là cung cấp cho bạn các công cụ và phương pháp để bạn có thể lưu tâm nhiều hơn về sự kỳ vọng đạo đức và có thể làm việc phù hợp để quản lý đạo đức trên phạm vi kinh doanh của bạn. Điều đáng được nói là tôi khuyên bạn nên áp dụng các chuẩn mực địa phương và sự mong đợi của bạn với các khuôn khổ mà tôi đề nghị.